nhìn tập trung biểu đồ ven là đối đại cho nó dễ, là những cái quả trứng nè, chẳng lẽ được chưa, hoặc là hình vuông nè, đó được chưa, đó tìm mối tương giao của nó thì đề bài cho gì. Mối tương giao là gì? Tương giao là giống như cây bút này với cây bút này có cái gì chung hay là có gì khác, gọi là mối tương giao, được chưa. A với B là hai tập hợp nha, và bạn biết A với B này có phần tử chung không? Không, không là trường hợp 1 nha, lại nói trường hợp 1. Chút trường hợp 2 bạn cũng làm y chang vậy, nó cũng A giao B khác rỗng. Khác rỗng là ý nói hai này có phần tử trùng, có kẹp không? Đó, vậy là vẽ ra. Đây tập hợp A nha. Ok. Có chung nè. Tập hợp B nha. Thấy có phần chung không? Thấy phần chung không? Phần chung là phần này này, thấy không? Đó, hiểu chưa đã? Hiểu cái A giao B khác rỗng chưa? Rồi tiếp tục, đề bài kêu gì câu A? A và A hợp gì? A hợp, hợp B đúng không? Coi coi thằng này với thằng này, thằng nào là con của thằng nào? Thằng này với thằng này, coi thằng nào là con của thằng nào? Biết con đúng không? Con là mọi phần tử của thằng này đều nằm trong thằng này. Có kịp không? Bắt đầu nè. A hợp B là lấy gì? Lấy tất. Lấy tất cả, nhìn tất cả nè. Lấy tất cả nha. Giúp bà lấy tất cả. Lấy tất cả nha. Có phải là thằng A đây đúng không? Thằng B đây đúng không? Lấy tất cả là có phải lấy quả trứng này nè. Lấy quả trứng này luôn nè, là lấy phần chung này luôn nè, đúng không? Và nhìn vô A. A có phải nằm trong A hợp B không? Có. Hiểu, vậy là A là con của A hợp B, kẹp. Có. Đương tự câu B nó kêu gì? Câu B A và gì? A giao B. A giao B nè, A giao B là lấy phần gì? Phần chung là cái chỗ nào đâu? Chỉ coi, lấy tay chọt vô. Chỉ chưa cũng phải câu điệu nghệ nữa. Nè, phần chung nè. Thấy chưa? A giao B là cái phần chung này nè. Rồi nhìn vô. Cái phần chung này là một nửa, một chút xíu của A không? Thấy rõ không? Cái phần chung này có phải là một chút xíu của A không? Vậy cho thấy A giao B là gì của thằng A? Là con. Đúng rồi, A giao B. A giao B là con của thằng A. Được chưa? Tương tự trường hợp 2. Cái bài này bài A, này bài B, trường hợp 2 cũng y chang thôi. A giao B bằng gì? Bằng rỗng. Bằng rỗng ý nói hai này có phần tử chung không? Không. Không, vẽ ra hai quả trứng khác nhau. A nè, B nè, rồi cũng làm tương tự câu A. A thấy A giao B không? Là hai quả trứng. Ê, xin lỗi, A hợp chứ, A hợp là hai quả trứng. Còn thằng A là mấy quả thôi? Một quả. Vậy A với A hợp B, thằng nào là con? A cũng là con của A hợp B, kịp không? Có. Tiếp tục, A giao B. A giao B là lấy phần chung, mà hai thằng này có gì chung không? Không, vậy tập hợp đó là tập gì? Tập rỗng. Mà tập rỗng thì có là con của thằng A, hiểu không? Mọi tập hợp rỗng đều là con của tập hợp khác, kịp chưa?